Con thích xe nào nhất ba? Con thích cái này. Rồi, cái này đây nhất hả? Rồi. Cái kia chú. À, gì vậy? Bữa này trung thu được ba với mẹ mua cho xe. Mua xe mới dữ vậy, cái xe gì vậy? Bà thích không bà? Con thích không? Bà thích không bà? Con thích không nè, nghe mẹ hỏi nè, con thích không? Nhưng mà bây giờ con thích không? Thích không bà ơi? Con thích chiếc xe này không? Thích không? Thích. Trời ơi, thích. Nói gì mà đớn đó. Dữ vậy bà. Nhìn chiếc xe mà nó mặt kìa. Nãy quên mấy cái chiếc ở phía trong, cái chiếc ngoài không biết không. Anh hồi nãy nó khuyến mãi và cái nồi chiên không dầu mà nó lót cái đống hết trời luôn mà được cái nồi màu đen chứ không có. Nó không có giống như cái nồi màu trắng hồi trước khi mình mua. Mà có 2 triệu mấy nè ba. Chưa con chưa. Bao bữa này trung thu con được mua được cái xe. Bố xong cái bộ sưu tập của xe của bao ha. Đây, đập hộp đây. Đập hộp cái gì vậy ra đây. Đó, dữ chưa. Ra xe luôn. Ra xe để bao cầm xe nha mẹ. Để bao cầm nha mẹ. Nè, cho nè, tặng nè. Bao. Đó, quà trung thu của con đó nghe. Quà trung thu đó nghe. Dạ đi con. Xe đẹp dữ vậy. Dạ đi con. Dạ đi. Nói đi con. Bôi. Cảm ơn. Cảm ơn. Chiếc. Nhưng mà boy nói là boy. Chiếc. Rồi mẹ biết rồi, cảnh sát rồi, cảnh sát. Boy, nói đi, boy nè. Boy nói nè, boy. Cảm ơn ba mẹ đi. Chiếc. Chiếc. Xe cảnh sát đó bà. Không phải xe cảnh sát đâu, phải xe cảnh sát, nó tưởng là xe rác. Xe này là xe đua. Xe tải bấy giờ. Xe tải bấy giờ. Chiếc đó là chiếc xe tải bấy giờ chứ không phải. Đâu xe tải bấy giờ chứ xe còn cái cảnh sát á, cảnh sát mà không cảnh sát nó xe cảnh sát nó rác cái này nó là xe rác á. Mất rồi. Hết pin con bấm lại nữa, con bấm kêu nữa nãy con bấm đâu. Chưa có pin nó gì kêu. Hồi nãy nó kêu mà. Có kêu đâu. Nó kêu là không có pin đó ba, không lúc mà tính tiền đó không nghe. Kêu là không có pin. Dạ đây chút nữa ba lấy pin cho bỏ vô cho. Ba đi lấy pin mày bỏ vô cho con nha. Ba phải lấy cây vít ba dặn ra nữa, dặn ốp này ra. Đấy sạc lửa xe bà coi nè. Xe mới mua gì vậy đó hả? Bổ sung vô cái bộ sưu tập của xe của bôi nè. Quá trời xe luôn nè. Xe chơi vậy đó. Chiếc xe mới đi chơi trung thu về mua đó. Xe bán giặt vậy đó. Cái xe bấy giặt rồi đó. Mới mua được cái xe bấy giặt rồi đó. Nó tránh hoài luôn. Mới mua cái xe bấy giặt rồi nè. Xe mới dữ vậy. Tao bà coi cái xe mới nè, hai cái xe bấy giặt này, cái xe nào mình nào đẹp hơn? Cái này. Cái xe nhỏ đó mày đẹp hơn nè. Ở đâu? Thôi mẹ không cho ăn nữa. Xe đó là xe gì? Chú. Cái xe nào con mới mua về đâu? Xe nào con mới mua về đâu? Xe nào con mới mua về? Cái xe đó con mới mua về đó hả? Lên đèn luôn. Xe nào con mới mua gì dữ vậy? Mua bổ sung cho bộ sưu tập luôn. Bộ sưu tập xe của bao là quá trời xe này, cả xe lớn nữa nè. Bộ sưu tập của bao khổng lồ luôn. Chiếc xe mới nè. Bộ sưu tập của bao nè. Bao mới mua về nè, chơi nè. Xe quá trời xe luôn. Không bộ sưu tập của bao quá trời xe.
Xe chơi dữ ha. Đâu, sướng ha. Con thích xe nào nhất không? Cái này. Cái này đây nhất hả? Rồi. Cái gì vậy? Đâu thích xe nào đâu? Cái xe đó đó, thích xe nhất. Xe biết. Sướng dữ vậy. Rồi.